Như vậy là còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, nhưng một số hãng hàng không đã rục rịch bán vé cho kỳ nghỉ hàng năm này. Vietjet Air vừa công bố tung 1.220.000 vé giá từ 0 đồng cho 3 ngày 27, 28 và 29 vào khung giờ vàng trên website của hãng. Hơn 1 triệu vé này sẽ được áp dụng cho tất cả các đường bay trong nước và quốc tế của Vietjet Air từ ngày 1 tháng 11 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018. Tết là dịp cao điểm của ngành hàng không và hầu như năm nào cũng xảy ra tình trạng khan hiếm vé do nhu cầu về quê và đi du lịch tăng cao hơn rất nhiều lần so với các thời điểm khác trong năm.